nhận định trực tiếp Ecuador với Nhật Bản. 6 giờ ngày 25 tháng 6, bảng Copa America 2019, sân Mineirao. Lối chơi của Ecuador lúc này được cho là có những nét tương đồng với Chile. Đội đã từng hạ Nhật Bản, nên khả năng họ đánh bại đội bóng xứ sở hoa anh đào là khá hứa hẹn. Link trực tiếp được cập nhật ở phần mô tả. Ecuador sau 2 lượt trận tại Copa America 2019 vẫn chưa giành được điểm số nào. Tuy nhiên cũng phải dành cho Ecuador những sự cảm thông khi họ chỉ đá với 10 người ngay đầu hiệp 1 trong thất bại 0-4 trước Uruguay. Còn ở trận đấu với Chile, Ecuador kém may, bị đối thủ đánh bại với tỷ số 1-2. Nhật Bản thua trắng Chile 0-4 ở trận ra quân nhưng đã làm nên điều bất ngờ khi cầm hòa Uruguay 2-2 hôm 21 tháng 6 vừa qua. Trước đây Nhật Bản từng một lần đối đầu với Ecuador trong một trận giao hữu và đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, trận đấu đó đã diễn ra cách đây hơn 13 năm. Đáng chú ý, Nhật Bản đã chấp âm 3/4 theo kèo châu Á khi đối đầu Ecuador vào tháng 3 năm 2006. Còn ở lần tái ngộ này, Ecuador xếp cửa trên cùng mức chấp âm 1/4. Nhật Bản có màn thể hiện tốt hơn sau 2 lượt trận tại bảng Copa America 2019 nhưng vẫn phải chấp nhận thân phận kẻ chiếu dưới. Tại sao vậy? Theo giới chuyên gia, nhà cái hoàn toàn có lý khi để Ecuador xếp cửa trên. Nhật Bản đã thực sự chơi tốt trước Uruguay bởi Suarez và đồng đội đã có phần chủ quan. Hơn thế, lối chơi của Uruguay không nặng nề về yếu tố thể lực và thi đấu rác nên các cầu thủ Nhật Bản mới có nhiều cơ hội để phát huy khả năng chơi bóng kỹ thuật. Khi gặp Chile, Nhật Bản vẫn chơi như vậy nhưng Sanchez và đồng đội đá rác, áp sát nhanh khiến đội bóng xứ sở hoa anh đào không có nhiều khoảng trống để thể hiện. Lối chơi của Ecuador lúc này được cho là có những nét tương đồng với Chile nên khả năng họ đánh bại Nhật Bản là khá hứa hẹn. Điều quan trọng nhất là cục diện Copa America 2019 lúc này vẫn mang tới cơ hội đi tiếp cho cả Ecuador và Nhật Bản. Bảng A và B đã khép lại và đội xếp thứ hai bảng B là Paraguay chỉ giành được 2 điểm. Hiệu số âm 1, Nhật Bản đang có 1 điểm. Hiệu số âm 4, Ecuador 0 điểm sẽ vượt mặt Paraguay nếu có thắng lợi ở trận đấu vào sáng 25 tháng 6. Trong trường hợp trận Nhật Bản với Ecuador khép lại với tỷ số hòa, Paraguay sẽ là đội giành vé vào tứ kết, nghĩa là Nhật Bản sẽ buộc phải chủ động dâng cao tấn công để tìm kiếm chiến thắng trước Ecuador. Khi ấy, cơ hội thắng của Valencia và đồng đội càng hứa hẹn hơn bởi họ đang có rất nhiều cầu thủ có tốc độ để chơi phản công một cách hiệu quả nhất.